Mai và Sullivan sau khi trải qua hành trình đầy gian nan tại học viện MU và bị đuổi khỏi trường học, họ giờ quyết tâm hướng tới một tương lai sáng lạn bằng cách tiến thẳng vào công ty quái vật chống lại đồng loại của mình chỉ để bảo vệ một cô bé là người. Ừ, sao bảo quái vật sợ con người lắm? Để biết thêm chi tiết hãy đến ngay với recap Sam Monster Inc. Phần 2 bắt đầu với buổi phỏng vấn ở công ty quái vật. Các bạn nghĩ ứng viên là hai thằng này ư? Không không không. Vì bây giờ chúng đã trở thành linh vật của công ty, được anh em đồng nghiệp trọng vọng, coi như một tượng đài sống trong việc hủ dọa. Còn ứng cử viên ngày hôm nay là cái thằng đần cho gầm giường đang thực hiện bài thi mô phỏng này nè sau khi hắn vừa nhổm lên định xuống một phát thì bất ngờ đứa bé bật dậy hạt lớn khiến tên này vô cùng hoảng hốt nhưng mà cũng không có chỗ để trốn nên hắn bèn đọ mồm xem mồm thằng nào to hơn ok bạn là nhất nhưng mà là ngu nhất và thế là hắn bị loại tuy nhiên lỗi sai không nằm ở việc sợ hãi mà là do tên này chơi đồ quên đóng cửa ra vào trước khi hù dọa điều này dẫn đến hệ lụy gì biết em Ờ uh, không Chính là để mấy cái thằng fan MU lèn vào đấy Biết sức mạnh của chúng nó ở phần một chưa Thế nên chúng ta cần những quái vật mạnh mẽ như Sullivan Người mà bây giờ đang làm dai trướng trên giường Ngay như bỏ giống. Chúng ta có một con người để hù dọa Đánh răng nào Hít đất nào Nhún nhảy nào Gào gào Ác hự À hư Ôi không Tôi cũng đeo biết đây là cái trò thiểu năng gì của Mai Đúng lúc này Tiếng nhà quen thuộc vang lên Mai vội thay cho Sullivan Để lao vào xem chương trình yêu thích Chính là quảng cáo với công ty quái vật cung năng lượng sạch từ tiếng hét Mà trong đó Mai được lên tivi Lên được hẳn bốn chân Mẹ ơi con lên tivi Không không phải bản tin hình sự Con nói điêu làm gì Mai và Sully bên sau đó sắp xếp đồ đạc để đi làm. Bước vào trong, chào hỏi đồng nghiệp và bắt gặp cô lễ tân đầu rắn Celia, tình nhân của Mai, người mà rõ ràng là chim bé hơn mắt. Vừa gặp mặt, hai người này liền lao vào hú hí với nhau, đồng thời chiều đại Sully món cơm chó hảo hạng. Ok bro, tao ổn. Sau khi nó nê, anh cùng Mai tiến vào phòng thay đồ, chuẩn bị cho một ngày làm việc hiệu quả. Bỗng bóc từ trong không khí hiện thân, chửi liến thoáng vào mặt cả hai, miệng cái thằng lì Sully. Đợi đấy, nay tao chơi đồ, ấy. tí bố xin nhẹ cái đầu mày luôn. Nói xong, hắn quay đít rời đi. Mai nghe thế thì tức giận vừa lờ. Bạn thì kinh rồi, một ngày nào đó tôi sẽ để số ly đấm vào mồm bạn. Ở kia, liên quan gì đến tao? Chút xong cẩn giận, mai tới chỗ cổ phường hàng Sope, lấy tư liệu về công việc hàng ngày, rồi nhanh chóng chuẩn bị bình năng lượng và quẹt thẻ. Các cánh cửa từ trên cao lần lượt rơi xuống, biệt đội hù dọa lừng lững đi vào. Dẫn đầu là anh gấu xanh Sullivan, bên cạnh là thần lằn con Boss cùng với rất nhiều siêu quái vật khác. Tất cả bước vào vị trí, set up các thứ, chuẩn bị tư thế sẵn sàng rồi lao thẳng vào chiến đấu với lũ trẻ trâu rất nhanh chóng từng tiếng hét lần lượt vang lên bình năng lượng bên ngoài đầy ụ bảng xếp hạng điểm số nhảy liên tục tuy nhiên thứ chúng ta cần chú ý là hai người dẫn đầu Sullivan và Bok sau một thời tranh đấu, Bok vượt lên dẫn đầu, nhưng Sully không chỉ có tiếng thét, Sully có cả một series phim kinh dị khiến Bok tỏ ra vô cùng tức giận, yêu cầu trợ lý tiếp tục đi lấy cửa. Ngay lúc này, anh tổng giám đốc Di sáu chân xuất hiện, hỏi về hiệu quả làm việc trong ngày và nhận được tin vui là sẽ không bị hụt KPI. Nhưng tin vui vừa đến thì tin buồn cũng theo sau. Khi có một tên nhân viên bị dọa cho mật mật, bao đứa trẻ trong căn phòng không còn sự quái vật. Cánh cửa đó là thứ sáu chín bị hủy. Chưa dừng lại ở đó, tại một cánh cửa khác, anh Minh béo từ trong đi ra đem theo một chiếc tất làm kỷ niệm khiến toàn bộ công ty rơi vào hỗn loạn biệt đội cơ động cda từ ngoài đu vào xích mõm mạnh, cẩn thận gắp chiếc tất ra đưa nó vào nồi và bùm chiếc tất biến thành cát bụi còn anh minh béo thì bị cắt tỉa lông định kỳ mọi thứ xong xuôi đêm đen kết thúc tất cả trở lại làm việc đến hết ngày mai và sullivan về phòng thay đồ cởi bỏ từ trang xịt chút nước hoa chuẩn bị lên đường hú hí với celia ngay lúc này cô hằng đột nhiên xuất hiện yêu cầu mai nộp báo cáo hàng ngày nhưng cậu lại để quên nó ở bàn làm việc nên đành nhờ sullivan tới lấy để cậu có thể đi hẹn hò cùng bạn gái tại nơi làm việc sullivan sau khi tìm được bản báo cáo của mai thì phát hiện một cánh cửa chưa đóng biết là không nên tò mò tái mãi nghịch dại nhưng sullivan với bản tính trời sinh vẫn tò mò đi vào wow đã có gì cả chán vờ lở đóng cửa về thôi hi bro wow. chơi với mình đi bro wow hai anh chị ơi sau một hồi đổi bắt anh vội vã đem cô bé trở lại giường rồi nhanh chóng rời khỏi nhưng lại bị trượt chân nên đem theo đống đồ chơi lan dài ra khỏi cửa có thật thông ai kia su li bèn hoảng hốt chạy từ phòng vệ sinh muốn phi tàng hết chứng cứ nhưng mà nhiều quá nuốt không trôi nên anh đành ném mẹ nó vào tủ đồ rồi thử phào rời đi nhưng ôi không đứa bé xuất hiện đằng sau và mất một lúc thì su mới phát hiện ra điều này không còn cách nào khác Sully đành bắt cô bé vào chiếc giỏ đem trở lại cánh cửa ban nãy tuy nhiên ngay lúc anh định tiến vào thì phát hiện có người bên trong từ cánh cửa bóc đi ra với vẻ mặt ngán ngẩm như thể vừa mất đi một thứ gì đó hắn trả cánh cửa lại rồi nhanh chóng rời đi ngay khi thấy bóc cút Sully liền tới tìm gặp mai 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 nhìn xem tao có gì nè vãi lều con bé chạy đấu mất tiêu rồi nó đang tung tàng trong quán ăn và nhanh chóng bị phát hiện Mai và Sully thấy thế thì vội đóng hộp cô bé, ship thẳng về nhà. Trong khi CDA xuất hiện khử khuẩn nơi đây và tóm gọn tất cả người dân trở về nhà. Cả ba cùng nhau chơi trò chuột vườn mèo khi cô bé như đại ca của Jerry, còn Mai và Sully thì như tôm và lũ bạn. Sau một hồi tránh né, Sully bèn lấy con gấu bông đưa cho cô bé. Đấy là đồ chơi của tao. Chả đây, hu hu mẹ ơi bọn nó bắt nạt con. Thế là cô bé khóc ả à lên, làm đảo lộn định luật bảo toàn năng lượng khiến ánh sáng chập chờn, thu hút sự chú ý của máy bay tuần tra. Sully liền gión rén trả lại con gấu, dỗ dành cô bé. Ừ. Thế là cô bé lại khóc tiếp. Mai thấy thế thì vội lao tới ngăn cản, thì bất chợt trượt chân, lao thẳng vào cái thùng rác, kẹt mẹ trong đấy. Thế là cô bé cười té bàn té ghế, khiến anh điện tất cả các nhà bùng sáng, sáng tới mức cháy hết mẹ luôn. Một lúc sau, Sully dùng thức ăn cho chó dụ con bé lên giường, nhưng ai ngờ nó lại sợ bóc xuất hiện trong tủ, nên anh đành phải làm lính canh. Mãi đến khi cô bé thiếp đi, Sully bây giờ kiểu trỗi dậy phức cảm làm cha chết tiệt gì đó, quyết định đặt tên cô bé là Bu, rồi rời khỏi căn phòng, cùng Mai lên kế hoạch đưa cô bé trở về nhà. Sáng hôm sau, cả hai liều lĩnh đưa Bù tới công ty, phát hiện nơi đây tràn ngập chó vàng, nên tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nhưng Bu thì không, cô bé tiến tới, chiều người anh gì sáu chân. Ấy, hey, sếp ơi cháu em nó còn nhỏ không biết gì, sếp tha cho nó. Cái YouTube kid đi, cái đồ chơi tịch. Mai sau đó đi tới chỗ cô Hằng, xin chìa khóa cửa của bóc, nhưng đầu con mụ này chỉ có báo cáo là báo cáo, nên cậu chẳng những không lấy được gì, lại còn bị bà ta dập cho phát tê người. Còn Sully lúc này thì đang đưa Bù tới nhà vệ sinh giải sầu và cùng nhau chơi trốn tìm. Ai ngờ đến khi mà quay về, cô bé vẫn đang ẩn thân chỉ thuật khiến cậu ta vô cùng tức giận. Đúng lúc này, Bù từ ngoài chạy vào, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Cùng với đo giọng nói của Bóc vang lên, cả hai vội bế Bù nấp vào nhà vệ sinh, nhưng mà lại vô tình dẫm chân xuống nước khiến Bóc phát hiện ra nơi này có người, bắt đầu đạp cửa từng căn phòng để tìm kiếm. Đúng vậy, nghe tiếng người trong nhà vệ sinh thì liền đạp cửa điểm 10 văn minh lịch sự vị trí của cả hai suýt thì bị lộ nếu không có sự xuất hiện của trợ lý và hắn thể sẽ giết ai giữ đứa bé Sully và mai nghe vậy thì hoảng vừa lờ bèn tìm cách lấy lại cánh cửa ấy sáp quả bóng xanh thì muốn tống bu đi cho xong nên chọn đợi một cánh cửa nhưng Sully lại nhất quyết không đồng ý cả hai đang cự cãi thì bu biến mất như một nhận giả nên họ lại vội vã đi tìm rồi vô tình đụng phải bóp cháu bạn thân mình mới có vụ đứa bé sầm chuông đấy biết gì không ồ thế à ai biết gì đâu Tao có một mắt à muốn biết phải hỏi cả thằng bốn mắt kia kìa thế là mai thành công đánh là hướng boss con suli thì cũng đã tìm thấy bé bu vội vã đuổi theo mai thấy thế thì tính chạy theo thì celia từ đầu là phòng phòng tới ngăn cản cậu rồi hét lên vì dám để cô ta leo cây tại quán sushi nghe thấy điều đáng ngờ bóc kiểm tra lại tờ báo phát hiện ra mài xuất hiện trong khung hình nên tức giận tóm lấy cậu bảo là đờ mờ bố mày biết hết rồi đấy và khôn hồn thì đem đứa nhóc về phòng hắn trước 12 hai giờ mai nghe thế thì liền sợ hãi gật đầu đồng ý vội đi tìm cô bé người mà lúc này đã rời xa vòng tay của suli tìm thấy nờ rồi bị đem thì tái chế thấy thế gấu xanh sợ hãi chạy đi xem tình hình đau đớn ngất lên ngất xuống khi nhìn thấy pu bị dập cho ra bã cho đến cuối cùng Sully nhìn cô bé hóa thành cục sắt, khóc lóc vác nó tới chỗ Mai. Nhưng may chưa kia, Bù vẫn còn sống vì trước đó đã thoát khỏi cái thùng rác. Sully hạnh phúc ôm cô bé vào lòng, trong khi Na sút đầy cắn vào tay Mai, khiến Bù bật cười làm tất cả bóng điện nổ tung. Nhân cơ hội này, cả hai vội lao tới chỗ cánh cửa. Nhưng khi biết được kế hoạch này của Bok, Suli nói bố mày đách tin. Vì thế, để chứng minh điều mình nói, Mai nhanh chóng vào trong phòng và bùm, Bok tóm được cậu. Suli thấy thế thì vội vã theo sau, đến một con hẻm thì mất dấu. Tuy nhiên, Bu bằng một cách nào đấy, mò ra được cánh cửa bí mật, mở đường cho Sully tìm đến chỗ của Bok. Tại đây, hắn đang tỏ ra vô cùng tức giận vì không bắt được Bu. Đợi bé đâu? Khai mau! Ở đâu còn lâu mới nói? Và thế là Bok dùng cái máy hút bụi siêu to khổng lồ, cho thẳng vào mồm Mai, định hút cái bụi trĩ từ mông cậu lên họng. Nhưng hút đang vùi thì chiếc máy đột nhiên tắt ngấm nên bob đành phải đi kiểm tra rắc cắm đã bị rút không nghĩ nhiều bóc vội kích hoạt chiếc máy và quay trở về để nhận một món quà từ suli chính là một tên trợ lý mới trắng hơn có một bờ môi quyến rũ hơn con suli và mai thì cùng lúc đang hớt hải chạy tới phòng phỏng vấn muốn thông báo cho anh di sáu chân về đứa bé đồng thời tiết lộ âm mưu của bóc nhưng di sáu chân lại là đồng phạm của bóc mới kinh và tất nhiên họ bị trúng đá vào một cánh cửa tới dãy himalaya hùng vĩ biết mình đã ngu cả hai cây cú lao vào phang nhau tới tấp nhau lộn dưới nền tuyết trắng rồi may mắn gặp người tuyết mimosa được anh ta đưa về hang động tại đây mai vẫn tiếp tục mở miệng liên hoàn chửi còn Julie mượn những vật liệu từ mimosa thành công chế tạo một chiếc quán trượt bỏ qua những lời trách móc từ mai rồi dùng khả năng lướt ván siêu nghệ của mình tìm tới ngôi nhà của những đứa trẻ nhanh chóng mở cửa trở về công ty quái vật cùng lúc đó tại căn phòng bí mật bóc cùng dì sáu chân đang điều khiển chiếc máy chuẩn bị tông thẳng vào mùa bé bu thì Julie xuất hiện ba máu sáu cơn bẻ gãy chiếc máy đem cô bé rời đi nhưng tất nhiên thì bóc không cho phép điều đó hắn đã liên tục vào mồm Julie đúng lúc này Mai xuất hiện tấn công anh bằng bóng tuyết rồi bắt đầu liên thoa lên thuyền xin lỗi Sully nhưng mà thấy thằng bạn chí cốt đéo quan tâm nên đâm ra cái cú ném cho quả bóng nữa vô tình lại trúng phải bóc giúp Sully tìm được mục tiêu làm cho hắn một phát one shot cả hai sau đó vội đem bù tới cánh cửa thần kỳ nhưng thấy bóc đuổi sát ngay sau biết là không kịp nên đu theo một cánh cửa khác tới được nhà kho tuy nhiên hai cánh cửa này lại có đường chuyển khác nhau nên ba người đi thẳng vào ngõ cụt còn bóc thì đuổi sát ngay sau rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi bún Sully yêu cầu Mai pha trò làm cho con bé bu cười thế là tất cả cánh cửa đều phát sáng Mai và Sully đem theo bù chơi trò mèo vườn chuột cùng Bok bằng cách tung tăng khắp các cánh cửa. Cuối cùng, với sự nhanh trí của Mai, Bok đã thành công bắt được Bu và đẩy cả hai xuống dưới. May mắn thay, cả hai nhanh chóng chui vào một cánh cửa và thoát chết. Tiếp tục leo lên băng chuyển đuổi theo box Sully với thân xác đồ sộ của mình, tất nhiên là di chuyển nhanh hơn Mai, dễ dàng tiếp cận cánh cửa của Bok. Nhưng mà cái đầu của anh thì hoàn toàn ngược lại, nên vừa bước vào cửa đã bị ăn một cước, suýt thì rớt thẳng xuống dưới. Ngay lúc bóc định tiện nốt Sully chặn đường còn lại, thì bỗng Bu thức tỉnh dòng máu sư tử chảy trong huyết quản, lao lên phá hắn túi bụi. Phập, bị Sully tóm được, rồi phi thẳng vào một cánh cửa, bắt gặp sư tử thành tinh thế là xong đời còn thằn lằn gian trá trở lại công ty lúc này mai và suli đang cố gắng làm bu cười để có thể kích hoạt cánh cửa thì bất ngờ dây chuyển chuyển động đưa cả bọn tới chỗ cda và anh di sáu chân thấy thế mai vội dùng chiếc tất đánh lạc hướng cda còn Sully thì ôm bu cùng cánh cửa chạy về hướng ngược lại và người duy nhất phát hiện ra điều này là tên gì? Hắn điên cuồng đuổi theo cả hai. Sully nhanh chóng dùng uống nước khóa chặt cánh cửa rồi cố gắng mở cánh cửa của bu và may mắn đưa cô bé trở lại căn phòng. Nhưng ẩu oh nâu no, gã gì đã vào được bắt đầu khẳng định rằng việc hù dọa dạ không còn đủ nữa nên sẽ bắt cóc bất kỳ ai để đạt được mục tiêu. Gã đánh ngã Sully rồi tùm lấy cô bé trong mơ vì đây lại là căn phòng giả tưởng và tất cả kế hoạch là của Mai đều khiến gì tự mình nhận mọi tội lỗi trước mặt CDA rồi bị bắt đi. Mai và Sully thì được yêu cầu đứng lại để gặp Asian One và hóa ra đó lại là 고항 người đặc vụ chìm ẩn mình tại nơi đây để thu thập chứng cứ tới để biểu dương cả hai rồi gọi mang đến một chiếc máy nghiền cửa cho Sully 5 phút để tạm biệt cô bé nhìn bu vui vẻ khi thấy phòng của mình Sully hứa rằng sẽ không còn ai dọa cô bé nữa ôm chặt bu một lần cuối rồi rời đi cánh cửa bị hủy chỉ còn lại mảnh vỡ và cả hai phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn công ty quái vật phải đóng cửa cùng một đám người sẽ đuổi theo sút và đi cả hai vì không có điện đúng lúc này não Sully nảy số còn phim thì chuyển cảnh đến một căn phòng nơi mà xuất hiện tấu hải để tạo ra năng lượng từ tiếng cười và công ty hủ dạ chính thức đổi tên thành công ty Trấn thành mọi thứ dần thuận lợi trừ cái cà vạt của Linh này và nỗi nhớ bù đang lớn dần trong Suli. Bất ngờ, Mai mang đến một món quà, chính là cánh cửa dẫn đến phòng của cô bé, được cậu tỉ mẩn ghép lại từ những mảnh vỡ, giúp Suli tìm lại được bù. Và đó là kết thúc của công ty quái vật. Đây là một bộ phim hay, tình cảm, xứng đáng để xem. Với bài học ý nghĩa rằng là quái vật lồng xanh có đốm tím là quái vật tốt. Nếu bạn gặp một con, hãy cười với nó. Nói chung là nhân văn. Tuy là le, le, le Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.